Bản tin quốc tế ngày 20 tháng 11 năm 2022. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quốc tế ngày 20 tháng 11 năm 2022 của kênh TV 24 giờ. Sau đây sẽ là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Mỹ chỉ ra lý do tăng cường tấn công tên lửa Ukraine. Ba Lan ngăn Ngoại trưởng Nga tham gia cuộc họp ở châu Âu. Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Triều Tiên. Trung Quốc phát tín hiệu làm ấm quan hệ Mỹ. Đảng Cộng hòa khơi mào cuộc đối đầu với Lầu Năm Góc. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mỹ chỉ ra lý do Nga tăng cường tấn công tên lửa ở Ukraine. Theo Reuters, Colin Khan, cố vấn chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc, Bộ Quốc phòng Mỹ cảnh báo rằng Moscow đang hy vọng sẽ làm cạn kiệt hệ thống phòng không của Ukraine, vốn đã ngăn cản quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn không phận nước này. Nga thực sự đang cố gắng áp đảo và làm cạn kiệt các hệ thống phòng không của Ukraine. Chúng tôi biết lý thuyết chiến thắng của Nga là gì và chúng tôi cam kết đảm bảo Ukraine sẽ có được những gì họ cần để duy trì khả năng phòng không, Khan nói với các phóng viên trong chuyến đi tới Trung Đông hôm 19 tháng 11. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của nguồn cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine tại một cuộc họp trực tuyến mà ông chủ trì từ Lầu Năm Góc. Các đồng minh phương Tây đã và đang cung cấp nhiều hệ thống phòng không cho Ukraine, từ các hệ thống cũ từ thời Liên Xô đến các hệ thống tiên tiến hơn. Mỹ cho biết các hệ thống phòng không NASAM do Washington cung cấp cho đến nay đã có tỷ lệ thành công 100% trong việc giúp Ukraine đánh chặn tên lửa Nga. Chúng tôi trang bị cho Ukraine các thiết bị quân sự tiêu chuẩn của NATO. Nhờ có sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây, các nhà lãnh đạo Ukraine vẫn đang tỏ ra lạc quan về kế hoạch giành lại các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát, ngay cả khi mùa đông khắc nghiệt sắp đến. Chúng tôi sẽ còn chiến đấu tới khi nào có thể. Mục tiêu của chúng tôi là giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine từ Nga. Chúng tôi quyết không dừng lại dưới bất cứ hoàn cảnh nào, Newsweek dẫn lời tuyên bố của Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Valery Zaluzhny. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk nói với Newsweek, thời tiết chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác hậu cần và sẽ có một số tác động tự nhiên, nhưng tôi không nghĩ Ukraine sẽ trì hoãn các hoạt động phản công. Việc cho phép người Nga nghỉ ngơi không có lợi cho Ukraine, họ sẽ sử dụng nó để cải thiện các tuyến phòng thủ của họ trên mặt trận, phục hồi và bổ sung quân đội. Chúng tôi sẽ không cho họ cơ hội như vậy. Zagorodnyuk, hiện là Chủ tịch của Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine, nói thêm. Oleksandr Danilyuk, cựu lãnh đạo của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine, nói với Newsweek từ Kiev, chúng tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để tiến lên. Cách tiếp cận tổng thể là tấn công, không ngừng chiến đấu, để tìm kiếm điểm yếu, đó là một chiến thuật rất thành công. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ chỉ tấn công vào các vị trí của Nga một cách mù quáng. Chúng tôi luôn tìm kiếm những điểm yếu, và Nga còn rất nhiều điểm yếu, Danilyuk cho hay. Ba Lan ngăn Ngoại trưởng Nga tham gia cuộc họp ở châu Âu. Hãng thông tấn TASS ngày 19 tháng 11 dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết, quyết định của Ba Lan nhằm không cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tham gia cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng OSCE tại thành phố Lodz, Ba Lan vào ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 12 là hành động chưa từng có tiền lệ, mang tính khiêu khích và không phù hợp với tư cách của Chủ tịch OSCE. Quyết định này của Warsaw chưa từng có tiền lệ và đầy khiêu khích. Nó không phù hợp với tư cách của Chủ tịch OSCE, nơi có 57 quốc gia tham gia với điều kiện hoàn toàn bình đẳng, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. Sau quyết định của Ba Lan, Moscow sẽ cử đại diện thường trực của Nga tại OSCE, ông Alexander Lukashevich, dẫn đầu phái đoàn Nga tại cuộc họp cấp bộ trưởng vào đầu tháng 12. Bộ Ngoại giao Nga còn cho rằng tất cả các chính trị gia đều ủng hộ lập trường của Nga về hành động không thể chấp nhận của Ba Lan. Với hành động chưa từng có này, Ba Lan đang là chủ tịch của OSCE, không chỉ tự làm mất uy tín của nước này mà còn gây ra thiệt hại không thể khắc phục với thẩm quyền của OSCE, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố. Trong suốt nhiệm kỳ chủ tịch, Ba Lan đã phá hoại các nền tảng của OSCE, bao gồm cả văn hóa đồng thuận. Việc đưa ra quyết định ngăn Ngoại trưởng Nga tới dự cuộc họp của OSCE là đỉnh điểm của hành vi phi tư cách của Chủ tịch OSCE, Bộ Ngoại giao Nga nói thêm. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra một ngày sau khi Ba Lan xác nhận không cấp quyền nhập cảnh với quan chức Nga nằm trong danh sách trừng phạt của phương Tây, trong đó có ông Lavrov. Hội đồng Bảo an họp khẩn về tình hình Triều Tiên. Mọi nguồn tin ngoại giao ngày 20 tháng 11 cho biết Hàn Quốc sẽ tham dự cuộc họp khẩn với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tuần này để thảo luận về vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM gần đây của Triều Tiên. Hàn Quốc sẽ tham dự phiên họp dự kiến được tổ chức tại New York của Mỹ vào ngày 21 tháng 11 theo giờ địa phương, với tư cách là quốc gia trực tiếp liên quan đến vấn đề này. Hàn Quốc hiện không phải là một trong 10 thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Theo quy tắc thủ tục tạm thời của Hội đồng Bảo an, các quốc gia không phải là thành viên có thể được mời tham gia họp trong một số trường hợp nhất định, mặc dù không được phép bỏ phiếu.
Trước đó cùng ngày, tờ Rodong Simun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Cầm quyền Triều Tiên, tuyên bố trong một bài xã luận rằng Bình Nhưỡng đã phát triển ICBM mạnh nhất hành tinh. Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục tăng cường hạt nhân, trừ phi Mỹ rút lại các chính sách thù địch với Triều Tiên. Ngày 18 tháng 11, Triều Tiên đã phóng một tên lửa ICBM Hoa Sơn 17, được gọi là có thể mang nhiều đầu đạn và có tầm bắn khoảng 15.000 km, đủ để vươn tới Mỹ. Đây là vụ phóng ICBM thứ hai của Triều Tiên trong tháng này. Tên lửa rơi xuống vùng biển phía tây Hokkaido, đảo nằm xa nhất về phía bắc của Nhật Bản. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố các mối đe dọa từ Mỹ và đồng minh của Washington, những bên mà Bình Nhưỡng cáo buộc đang theo đuổi chính sách thù địch và buộc đất nước của ông phải đẩy nhanh đáng kể việc củng cố năng lực răn đe hạt nhân áp đảo của mình. Trung Quốc phát tín hiệu làm ấm quan hệ với Mỹ. Ngày 20 tháng 11, Trung Quốc cho biết nước này sẵn sàng tổ chức cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc-Mỹ bên lề một diễn đàn an ninh khu vực Campuchia trong tuần này. Đây là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ tan băng sau khi các nhà lãnh đạo hàng đầu của hai nước gặp nhau trước đó trong tháng này. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin trước đó đã xác nhận riêng rằng ông sẽ tham dự hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Trả lời câu hỏi về việc Bộ trưởng Quốc phòng hai nước có hội đàm tại Campuchia hay không, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, ông Đàm Khắc Phi ngày 20 tháng 11 cho biết Trung Quốc giữ thái độ chủ động và cởi mở để trao đổi với Mỹ. Ông Đàm cũng cho biết cả hai bên đang phối hợp sắp xếp một cuộc trao đổi bên lề hội nghị sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 11 tới. Cuộc gặp giữa hai vị bộ trưởng này sẽ là cuộc trao đổi cấp cao đầu tiên giữa quân đội hai nước kể từ khi Trung Quốc ngừng đối thoại song phương thường xuyên giữa các chỉ huy quân đội hồi tháng 8 để đáp trả chuyến thăm Đài Loan, Trung Quốc của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Đảng Cộng hòa khơi mào cuộc đối đầu với Lầu Năm Góc. Dù còn 6 tuần nữa mới chính thức nắm quyền kiểm soát Hạ viện, nhưng hiện tại, Đảng Cộng hòa đã khơi mào một cuộc đối đầu với Lầu Năm Góc xung quanh các chính sách mà Tổng thống Biden thực thi trong thời gian qua. Tuần qua, nghị sĩ Kevin McCarthy, nhân vật nhiều khả năng sắp giữ chức Chủ tịch Hạ viện, đề xuất Quốc hội Mỹ trì hoãn dự thảo đạo luật ủy quyền quốc phòng đến năm sau với lý do Đảng Cộng hòa vừa trở thành đảng chiếm đa số tại Hạ viện, cần rà soát và loại bỏ một số chính sách để đạo luật hoàn thiện hơn. Ông không nêu rõ vấn đề cụ thể, tuy nhiên Đảng Cộng hòa thường dùng chủ nghĩa thức tỉnh để chỉ loạt chính sách của Lầu Năm Góc như bắt buộc quân nhân tiêm vaccine COVID-19, nỗ lực loại bỏ chủ nghĩa cực đoan đa dạng hóa thành phần quân nhân. Tất cả đều bị chỉ trích làm suy yếu quân đội, khiến quân đội không thể đối phó với Trung Quốc. Lầu Năm Góc phản bác và cho rằng loạt chính sách hiện hành củng cố quân đội giúp tuyển mộ được nhiều quân nhân hơn khi mà không làm tổn hại năng lực bảo vệ đất nước. Chỉ trích từ Đảng Cộng hòa không mới, nhưng hai năm qua, họ chỉ là đảng thiểu số nên chẳng thể làm gì nhiều. Tình hình chuẩn bị thay đổi vào ngày 3 tháng 1 năm 2023. Lúc đó, Đảng Cộng hòa sẽ có quyền yêu cầu điều trần về bất cứ vấn đề nào họ muốn. Nghị sĩ Michelle Wells, đảng viên của Ủy ban Quân vụ Hạ viện, dự định xúc tiến việc cấm dạy lý thuyết về chủng tộc trong các trường quân sự. Nghị sĩ Mike Rogers, nhân vật sắp giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân vụ, chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden chỉ muốn áp đặt chương trình nghị sự lên quân đội thay vì tập trung các mối đe dọa quân sự, sử dụng nguồn lực Lầu Năm Góc sai mục đích. Bản tin của kênh TV 24 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Thưa quý vị, theo AFP, ngày 19 tháng 11 theo giờ Mỹ, tài khoản Twitter của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã được khôi phục sau khi chủ sở hữu mới của nền tảng này là tỷ phú Elon Musk tiến hành một cuộc thăm dò hỏi người dùng về việc có nên cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tái gia nhập mạng xã hội này hay không. Theo kết quả, có 51,8% trong số hơn 14 triệu phản hồi muốn ông Trump quay lại Twitter, cho nên tỷ phú Musk tuyên bố cựu Tổng thống Donald Trump sẽ được phép quay trở lại Twitter. Trước đó, thì cựu Tổng thống Mỹ bị mạng xã hội này cấm cửa do liên quan đến cuộc tấn công vào điện Capitol hồi năm ngoái, gây ra bởi nhiều đám đông, những người muốn lật ngược kết quả bầu cử vào năm 2020. Ông Trump gần đây nói rằng ông sẽ không quay lại nền tảng phổ biến này, mà thay vào đó sẽ vẫn ở trên mạng của riêng mình, Truth Social, được ra mắt sau khi ông bị Twitter cấm. Báo Mỹ, Nga sẽ sản xuất và lắp ráp trong nước UAV do Iran thiết kế. Moscow và Tehran đã đồng ý về kế hoạch lắp ráp tại Nga vũ khí do Iran thiết kế, theo Washington Post. Theo thông tin tình báo mới và các cơ quan an ninh của Mỹ và phương Tây có được, Moscow đã đạt được thỏa thuận để bắt đầu sản xuất trên lãnh thổ Nga hàng trăm máy bay không người lái UAV do Tehran thiết kế. Washington Post dẫn lời từ ba quan chức nắm thông tin về vấn đề này cho biết, giới chức Nga và Iran đã hoàn tất thỏa thuận trong cuộc họp ở Iran vào đầu tháng 11. Hiện hai nước đang nhanh chóng chuyển giao bản thiết kế và thành phần chính để có thể bắt đầu sản xuất trong vài tháng tới.
Các quan chức cho biết nếu thực hiện đầy đủ, thỏa thuận này sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ liên minh Nga-Iran và nếu có được dây chuyền lắp ráp UAV-Iran, Nga có thể sẽ tăng đáng kể kho dự trữ các hệ thống vũ khí giá rẻ sử dụng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Các quan chức tình báo cho biết Nga đã triển khai hơn 400 UAV tấn công do Iran sản xuất tới Ukraine kể từ tháng 8. Nhiều UAV trong số này được sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu cơ sở hạ tầng dân sự như nhà máy điện. Sau khi rút khỏi Kherson, Nga tăng cường tấn công vào các thành phố của Ukraine bằng tên lửa hành trình và UAV. Lắp ráp vũ khí tại Nga giúp Iran tránh bị trừng phạt. Đối với Moscow, thỏa thuận này có thể đáp ứng nhu cầu cần thiết về vũ khí dẫn đường chính xác, vốn đang bị thiếu hụt sau 9 tháng giao tranh. Các quan chức Mỹ và phương Tây cho biết thỏa thuận này cũng mang lại lợi ích kinh tế và chính trị đáng kể cho Iran. Trong khi Tehran cố gắng thể hiện quan điểm trung lập trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, sự xuất hiện của UAV do Iran sản xuất trong xung đột ở Ukraine đã khiến cho Tehran phải đối mặt với các đòn trừng phạt mới của châu Âu. Các nhà lãnh đạo Iran cho rằng họ có thể ngăn chặn các lệnh trừng phạt mới nếu UAV được lắp ráp thực tế tại Nga. Chi tiết của thỏa thuận Iran-Nga đã được hoàn thiện trong cuộc họp đầu tháng 11, trong đó có sự tham gia của nhóm các nhà đàm phán công nghiệp quốc phòng Nga đã tới Tehran để lên kế hoạch hậu cần. Theo các phương tiện truyền thông nhà nước của Nga và Iran, một phái đoàn riêng do Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Pachusev dẫn đầu tới Tehran vào ngày 9 tháng 11 để thảo luận về các lệnh trừng phạt kinh tế và sự can thiệp của phương Tây vào các vấn đề của Nga và Iran cũng như các vấn đề khác. Một trong những quan chức được thông báo về thỏa thuận bí mật giữa Nga và Iran cho rằng Moscow và Tehran đã nỗ lực tích cực nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất UAV do Iran thiết kế bên trong nước Nga. Quá trình từ quyết định đến thực thi được tiến hành nhanh chóng, quan chức này nói. Nhà Trắng từ chối bình luận về thông tin liên quan đến sự hợp tác giữa Nga và Iran. Dù vậy, người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Adrienne Washington nói rằng Iran và Nga có thể nói dối thế giới, nhưng họ không thể che giấu sự thật. Tehran đang cung cấp vũ khí và hỗ trợ Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đó là một dấu hiệu khác cho thấy cả Iran và Nga đều bị cô lập như thế nào. Mỹ cùng các đồng minh và đối tác đang theo đuổi mọi biện pháp để ngăn chặn và đối phó với việc Iran cung cấp vũ khí cho Nga và việc Nga sử dụng chúng để chống lại Ukraine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ an ninh cho Ukraine để nước này tự bảo vệ mình, bao gồm cả hệ thống phòng không, ông Washington nói thêm. Đại sứ quán Nga tại Washington, Bộ Quốc phòng Nga từ chối bình luận về thỏa thuận nêu trên. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc thừa nhận rằng Iran và Nga đã duy trì hợp tác quốc phòng, khoa học và nghiên cứu song phương từ trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ông Mahdi Norian, cố vấn trưởng của phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết, Iran ưu tiên tăng cường hợp tác quốc phòng với các quốc gia khác trong 2 năm qua, kể từ khi lệnh cấm vận mua bán vũ khí của Liên Hợp Quốc đối với Iran hết hạn vào năm 2020. Lợi thế từ thiết kế giá rẻ của Iran. Iran có một lịch sử lâu dài về việc cung cấp vũ khí cho các nhóm dân quân thân Tehran, đồng thời giúp đỡ các đồng minh chủ chốt sản xuất tên lửa và UAV do Iran thiết kế. Trong số này có chính phủ và nhóm quân dân CIA ở Lebanon, Yemen và Syria. Ông Michel Knai, chuyên gia an ninh và quân sự Trung Đông ở Viện Washington về chính sách cận đông cho biết, trong trường hợp này, Iran đang đóng vai trò như một văn phòng thiết kế cho cường quốc, thiết kế giá rẻ của Iran và nửa thế kỷ bí mật mua sắm công nghệ phương Tây đang kết hợp với quy mô công nghiệp của một cường quốc như Nga. Điều đó sẽ có lợi cho cả Nga và Iran, ông Knai nói. Nga sở hữu nhiều loạt phương tiện bay không người lái vũ trang, hay còn gọi là UAV thông thường, được sử dụng chủ yếu để giám sát và phát hiện pháo binh. Nhưng Moscow không đầu tư nhiều vào các đội UAV vũ trang lớn, loại mà lực lượng Mỹ thường sử dụng trong các chiến dịch quân sự ở Afghanistan và Trung Đông. Sau khi sử dụng hàng loạt tên lửa dẫn đường chính xác trong các cuộc tấn công vào Ukraine, Nga đã tìm đến Iran để mua UAV tấn công mà ông Knai mô tả là làn sóng của tương lai, rẻ, nhanh và đủ tốt. Các nhà máy của Nga đã thực hiện những thay đổi nhỏ đối với UAV mua từ Iran, chẳng hạn như thay đổi cách đặt tên và màu sắc để chúng giống với vũ khí của Nga hơn. Tuy nhiên, các quan chức an ninh được báo cáo về thỏa thuận, chia sẻ công nghệ mới cho biết, cho đến nay vẫn chưa có UAV nào do Iran thiết kế, được sản xuất tại Nga. Iran muốn đổi lại những gì? Các quan chức cho biết không rõ Tehran đang tìm kiếm hình thức hỗ trợ nào từ Moscow, ngoài tiền bạc và những lợi thế đến từ một liên minh được củng cố. Trước đây, Nga đã cung cấp cho Iran một vệ tinh giám sát, cũng như các thành phần chính của nhà máy điện hạt nhân, Buzer.
Các hãng tin phương Tây cho rằng Iran có thể đang tìm kiếm sự trợ giúp hạt nhân bổ sung bằng việc hỗ trợ vũ khí cho Nga trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Dù vậy, các chuyên gia vũ khí đặt câu hỏi liệu Nga có thể mua hoặc là sản xuất các loại hệ thống điện tử và quang học cho phép UAV Iran thực hiện thành công các cuộc tấn công chính xác ở khoảng cách xa hay không. Các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran và Nga đã hạn chế nghiêm trọng việc bán công nghệ nhạy cảm cho cả hai nước, bao gồm cả các hệ thống dẫn đường điện tử. Phân tích độc lập về UAV Iran thu được từ chiến trường Ukraine đã cho thấy Iran phụ thuộc vào nước ngoài để có được các bộ phận quan trọng. Một báo cáo vào tháng 10 dựa trên việc mổ xẻ 3 loại UAV do Iran chế tạo, gồm Mohair 6, CS-131, CS-136 cho thấy sự tồn tại của các bộ phận động cơ và thiết bị điện tử do các công ty Mỹ, Đức và Trung Quốc chế tạo. Báo cáo cho biết mặc dù không rõ chính xác bằng cách nào Iran có được các bộ phận đó, nhưng Tehran đã có một lịch sử lâu dài trong việc lách trừng phạt quốc tế vốn được áp đặt nhằm cản trở các chương trình vũ khí cũng như chương trình hạt nhân của nước này.